Hello, xin chào thầy quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Tôi là Tuấn, là nhân viên kinh doanh của Alam Auto, có địa chỉ tại số A5 Đinh Núp, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn những mẫu xe đang có ở cửa hàng tour ngày hôm nay. Thì với tình hình thời tiết Hà Nội như hiện nay thì nắng mưa bất thường. Đấy, như thời tiết bây giờ đang là buổi sáng thôi mà thời tiết đã như buổi chiều gần tối sắp tối rồi. Thì đấy, đây là hai sự lựa chọn rất là phù hợp cho quý vị và các bạn đi trong nội thành Hà Nội. Đây là một chiếc Wego sản xuất năm 2021. Đấy, bản G số tự động. Đây là chiếc Kia Morning bản SI sản xuất 2016. Thì chiếc xe này chỉ loanh quanh 300 triệu thôi là quý vị có thể sở hữu rồi. Còn chiếc này thì 390 triệu hoặc là quý vị có thể đến xem xe, trải nghiệm xe về chiếc xe này rồi. Hai chiếc xe đều là số tự động. Một chiếc này sản xuất năm 2021, biển tỉnh, báo rút hồ sơ cho quý vị. Còn chiếc này thì biển Hà Nội, sang tên không mất 20 triệu tiền biển rồi. Hai xe đều là số tự động, chị em đi thì tuyệt vời luôn. Và đây là một chiếc Hyundai Santa Fe, đây là một chiếc xe siêu lướt luôn. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, đăng ký lần đầu 2021. Xe biển Hà Nội, đuôi 9 năm rất là đẹp. Xe trang bị ngoại thất màu đen, nội thất ghế da 22 màu. Xe biển Hà Nội bản phun dầu quý vị nhá, bản phun dầu premium rồi đó. Thì chiếc xe này hiện tại đang chào bán được cửa hàng với mức giá là 1 tỷ 250 triệu đồng. Chiếc xe tiếp theo đây là một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ, Chevrolet Colorado, chiếc xe bán tải đấy, xe bản hai cầu số tự động, xe rất là đẹp luôn, trang bị ghế điện đầy đủ, xe mới chạy loanh quanh đâu đó 8 vạn thôi, biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Thì hiện nay chiếc xe này đã được chào bán ở cửa hàng với mức giá là 550 triệu đồng. Xe được sản xuất năm 2016, đăng ký lần đầu 2017 quý vị nhá. Tiếp theo đây là một chiếc Hyundai Tucson. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, bản phiên bản 1.6 turbo. Xe trang bị cho mình ngoại thất màu trắng, nội thất ghế da màu kem rất là đẹp. Thì chiếc xe này hiện tại đã được chào bán ở cửa hàng với mức giá là loanh quanh 500 triệu thôi là cũng có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Đấy, xe mới chạy ở đâu đó hơn 2 vạn km thôi, 2 vạn 3 km. Rất đẹp. Đây là một chiếc xe gầm cao mà được rất là nhiều người tìm kiếm trong thời gian vừa rồi, Ford Everest. Chiếc xe này được sản xuất năm 2014, biển tỉnh, đã rút hồ sơ cho quý vị nhé. Thì hiện tại chiếc xe này đã được chào bán loanh quanh 500 triệu thôi là quý vị có thể sở hữu một chiếc xe số tự động, máy dầu, gầm cao, 7 chỗ, đi gia đình thì miễn chê luôn. Đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu trong thời kỳ giá xăng tăng cao như thế này nữa. Ở phía đằng sau này tôi có một chiếc Mazda 2. Thì chiếc Mazda 2 này được sản xuất năm 2019, nhập Thái quý vị nhá. Xe trang bị cho mình ngoại thất màu trắng, nội thất màu đen, rất là đẹp luôn. Xe mới chạy đâu đó hơn 2 vạn km. Hiện tại chiếc xe này đã được chào bán ở cửa hàng với mức giá là 490 triệu đồng. Đây là một chiếc Toyota Fortuner được sản xuất năm 2014, trang bị cho mình ngoại thất màu bạc này, nội thất màu kem rất là đẹp. Thì xe số tự động, hiện tại chiếc xe được chào bán ở cửa hàng với mức giá là 460 triệu đồng. Mời anh camera lên nhà đây. Đằng sau này tôi còn hai chiếc xe màu trắng nữa. Mà một chiếc chỉ ở đây, Honda Civic, chỉ loanh quanh 400 thôi, hơn 400. Sản xuất năm 2014, biển Hà Nội. Xe trang bị nội thất màu trắng, nội thất màu kem rất là đẹp. Đấy, xe biển Hà Nội rồi, số tự động loanh quanh 400 nhá. Còn đây thì chiếc Toyota Yaris sản xuất năm 2019 thì chiếc này loanh quanh 600 triệu là quý vị có thể sở hữu em nó rồi. Xe trang bị cho mình ngoại thất màu trắng này, ngoại thất màu kem này. Hôm nay tất cả các xe của nhà mình, tất cả những xe mình đây hiện tại đều là xe số tự động. Anh em đi số tự động sẽ thoải mái hơn. Đặc biệt là đi trong phố trong những tình hình giao thông tắc đường như hiện nay. Nếu quý vị các bạn có nhu cầu mua những chiếc xe hiện tại đang có cửa hàng của chúng tôi thì các bạn, quý vị các bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline bên dưới. Chúng tôi sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của quý vị về những chiếc xe này. Đấy. Nếu quý vị các bạn có nhu cầu bán xe thì cũng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn định giá xe và có thể mua lại được chiếc xe của các bạn với mức giá phù hợp nhất so với thị trường hiện nay. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo.